Chỉ còn một tuần nữa, thành phố Đà Nẵng sẽ tiến hành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021. Trong đó, nội dung thực binh bắn đạn thật là một trong những vấn đề huấn luyện được đặc biệt chú trọng, hợp luyện nghiêm túc. Bởi việc tổ chức thành công và đảm bảo an toàn trong bắn đạn thật quyết định sự thành công của diễn tập. Trên thao trường, cán bộ chiến sĩ dự bị động viên thuộc khẩu đầu 2, đại đội 1207, trung đoàn 971 đang tập luyện nghiêm túc. Xác định rõ vai trò của khẩu đội trong diễn tập là tham gia hỏa lực, chuẩn bị cùng tiểu đoàn và trung đoàn tiêu diệt hỏa điểm, nên để thuần thục thao tác, các thành viên trong khẩu đội đã tăng cường luyện tập cả vào giờ nghỉ. Đến nay, các xạ thủ đã nhuần nhuyễn trong từng động tác và khả năng hiệp đồng của khẩu đội được nâng lên rõ rệt. Thời tiết những ngày đầu rất là nắng nóng, những ngày sau này thì mưa nên anh em cũng hơi mệt. Khí tài cùng 27 thì tương đối là nặng. Trong với tinh thần nhận lệnh thì và thực hiện lệnh thì bọn em đã cố gắng vượt qua mọi thử thách. Cơ bản đến giờ phút này anh em đã thao tác nhanh, cũng như khẩu lệnh của khẩu trưởng và hiệp đồng khẩu đội là thuần thục, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện diễn tập và thực hành bắn đạn thật. Trong bất cứ cuộc diễn tập nào đều có giả định lực lượng quân địch gây rối. Việc tròn vai của lực lượng này sẽ làm cho diễn tập sinh động. Là một trong những đơn vị tham gia tập nội dung này, những ngày qua, thiết bị bay không người lái của Lữ đoàn 74, Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng được thử nghiệm liên tục trong điều kiện thời tiết và tại nhiều khu vực thao trường. Từng bộ phận đang hợp luyện tích cực, chuẩn bị cho diễn tập thử vào ngày 11 tháng 7 và chính thức từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 7 này. Hiện tại thì đối với các bộ tổ bay thì đã kiểm tra và đã thử tín hiệu thì đã bảo đảm tốt và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Chúng tôi đã tiến hành tổ chức luyện tập riêng trên từng hướng, hợp luyện bộ binh và xe tăng, tiến hành tổ chức hợp luyện có thuyết minh và đạo diễn thông tin để phục vụ cho tổng duyệt và kiểm tra của ban chỉ đạo diễn tập quân khu và thành phố. Tham gia huấn luyện thực binh bắn đạn thật, ngoài quân nhân dự bị còn có bộ đội thường trực và dân quân huyện Hòa Vang. 50% lực lượng đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 và được xét nghiệm 3 lần, kết quả đều âm tính. Khu vực luyện tập đã được kiểm soát quân sự phong tỏa từ khi các lực lượng bắt đầu tập để tránh lây nhiễm dịch bệnh. Từ nay đến ngày tổ chức thực binh, các lực lượng sẽ được bắn kỹ thuật với các bài bắn của những loại súng có trong biên chế. Song song với đó là tiếp tục hoàn thiện xây dựng khu căn cứ chiến đấu mô phỏng đạt 100% theo kế hoạch.